À vâng, thưa các bạn có thể đây là chiêm ngắm mặt tiền của cung đình ạ. Bốn hàng chữ Hán có ý nghĩa là thánh cung bảo tòa. Thánh cung bảo tòa ý nghĩa của Việt của dịch là thánh thể quý. Vâng, tòa thánh cung. Vâng. Ý là bây giờ thì con đã nói thì giới thiệu đây là người ta khi nhìn thấy cung đình này người ta sẽ tượng trưng nhớ đến ngày thứ năm tuần thánh, bữa tịch ni của Chúa Giêsu và các môn đệ. Nên là tất cả những biểu tượng hoặc chữ đều nói về bữa tịch ni. Vâng. À vâng, cô mời các bạn đến tiếp ạ. Xung quanh đều có những bức phù điêu nói về cuộc đời Chúa Giêsu nên thành Jerusalem với khi Chúa chết và sống lại vào lên trời. Bởi vì trước đây thì chúng ta không có điều kiện tiếp xúc với Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh không có nhiều nên là trang video trình lục đã cho khắc đây để cho bà con giáo dân có điều kiện học ở đây. Học biểu tượng nó dễ hơn và dễ thuộc, dễ nhớ hơn. Và như các bạn có thể nhìn thấy là hình tượng con cá đúng không ạ? Đây là một cái vòi nước thôi. Nhưng mà cha đã dùng bằng con cá, con cá là biểu tượng của bên Kitô giáo. Ngày thời thánh chiến thì mình sẽ dùng con cá này. Con cá ở đâu tìm nhau, sao ăn cá kia ạ? Có thể nói này, trang video trình lục đã dùng rất là thẩm mỹ khi đặt đây. Vâng. Con cá, hình con cá kia. Con đó, con cá thì là Kitô hữu đều hiểu. Cái miếng cá đó. Vâng, đúng rồi. Cái miếng cá. Vâng. Thứ này cái vò nước thôi nhưng mà mình đã định cho bằng con cá. À, con cá ấy. Thật ra nó kết hợp hài hòa thì kiến trúc châu Âu và châu Á đấy. Thưa quý bạn thì cũng có thể phát hiện với xây cách đây hơn 100 năm thì hàng ngày cũng phải đối mặt rất nhiều những khó khăn. Thời tiết mưa gió bão táp hoặc sương muối rồi là xói mòn. Đặc biệt là phải đối mặt với hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ ạ. Chống Pháp thì năm 1952 thì Pháp thảo bao kia thì mái ngói ở góc kia thì bị hỏng hoàn toàn. Đặc biệt đến năm 1972 thì Mỹ có thả 8 quả bom từ trong nhà Trung ra đến ao hồ đây ạ. Vâng, thì rất may chỉ có một quả bom xoáy sâu ở trước mặt ra đây thôi. Còn lại thì 5-7 quả bom thì lệch. Như chúng ta nói thì bình thường thì Mỹ thả bom thì họ sẽ cài sẵn. Ấn Pháp thì sẽ đi một đường thẳng. Nhưng mà rất may các quả bom đều rơi không trúng công trình nào. Nếu mà có trúng thì chúng ta sẽ không còn công trình nào chiến thắng được hôm nay. Một quả bom xoáy sâu ở trước mặt ta đây thì có nhà thờ Thánh Giuse và Thánh Phêrô kia bị đổ như hoàn toàn ạ. Đổi lại nhà thờ chính tòa đây thì các mái ngói và các cửa thì đúng không? Hơn thế nữa thì nhà thờ chính tòa bị nghiêng từ 15 đến 20 độ. Nhưng mà sau đó 5 năm đến 7 năm thì tự trở lại bình thường. Vâng, qua các chuyên gia có giải thích rằng Nhật Bản có giải thích rằng thì cách đây cha video trình lục đã cho đóng khoảng hàng triệu bọc tre sâu khoảng 20 đến 30 mét. Hơn thế nữa cha cũng cho xếp những phiến đá nghiêng 4-5 độ vào tâm nên tạo thành những bức đệm rất khó đổ lên nhà thờ. Khi bị nghiêng như vậy thì qua một thời gian đã trở lại bình thường. Có thể nói là Chapedo chuẩn bị nền móng và các nguyên vật liệu rất là cẩn thận. Hơn thế nữa thì muốn chiếc xin xây nhà thờ chính tòa đây thì Chapedo chuẩn bị đã cho xây 4 nhà thờ cạnh, 2 nhà thờ bên 2 nhà thờ để đối trọng nhà thờ chính tòa. Có thể nói là nhà thờ chính tòa giữa đây là bà Chúa, còn xung quanh thì là các cung phi. Mà như chúng ta biết thì trước đây là núi chúng ta đây, trước mặt đây là tên năm 1875 là công trình đầu tiên trong khu vực thể phát hiện đây ạ, gọi là núi Venem. Thì không những vì phong cảnh hữu tỉ trước là có ao hồ, sau thì có núi ạ. Nên hình chữ vương là ở bên dân tộc ta là hình chữ vương đúng không ạ? Cái chùa này vậy, có ao hồ, có núi. Nhưng mà bởi vì trước đây phát hiện là một đất bồi nên là không có điều kiện để kiểm tra địa chất nên cha Phêrô chuẩn được cho xây núi này trước để kiểm tra độ nhún ạ. Vâng. Mà trước đây núi này thì cao khoảng 12 mét là tất cả được khách tham quan được, và tham quan thì bây giờ sẽ không, bởi vì có thời gian nó có nguy hiểm rồi, thì mình phải bon thứ 72 thì nó không bị sập đấy. Và tất cả những mái ngói này thì những phần trên kia thì tối hơn là phần ngói nguyên viên bản, là miếng zin còn lại ít thứ hai ta zin của bà con nó rất đây, nhưng mà không đủ nên là trong nhà thờ đã có một công ty ở Hạ Long thì họ đã làm riêng cho mái ngói này để trong nhà thờ đây. Và các bạn có thể nhìn sơ qua cái một đài sen ạ, chắc không bao giờ nhìn thấy một đài sen ở nhà thờ Kitô giáo đúng không ạ? Bây giờ thì có thể nhìn thấy, nhưng mà trước đây cái đi hơn 100 năm mà đã có đài sen cho thấy được thì đã đặt đài sen đây đâu. Đài sen thì là biểu tượng của bên đây để có những hình cái bóng đá đây có một cái khu vực thể kiến trúc ở đây là sự hài hòa nhà thờ Thánh Phêrô xây năm 1896 hoàn toàn bằng gỗ mít. Vâng. Xin lỗi sơ, dạ. Thánh cha của kiến trúc sư hay là không có một có phải là một kiến trúc sư hay là sao? Vâng ạ, dạ thưa rằng tác giả là cha Phêrô Trần Đục hay gọi là cụ Sáu, cha chỉ là một người linh mục bình thường chứ không phải là giám mục, là người linh mục bình thường. Ý là
Nhưng mà ngài vốn là thường thường các cha thì rất là tài giỏi, đặc biệt là cha Phêrô Trần Đục, ngài làm cha là chính thức hơn, là bổn phận của cha là làm cha, làm linh mục, chứ không phải. Nhưng mà ngài rất là tài giỏi nên là ngài cũng có thể là mình gọi ngài là một kiến trúc sư, bởi vì cho công trình người ta chứng kiến ngày nay tất cả do làm cha thiết kế và cha lên kế hoạch, người ta tổ chức để xây lên khu vực thể phát diện này chứ không có ai. Và người ta có hỏi là có người nước ngoài nào, đặc biệt là người Pháp giúp cho xây công trình này không? Dạ thưa rằng không ạ, hoàn toàn là do cha Phêrô Trần Đục. Và người ta hỏi là cha đã một lần ra nước ngoài chưa? Dạ thưa rằng chưa bao giờ cha ra nước ngoài, cha hoàn toàn là người Việt Nam. Vâng, cha muốn là người tài giỏi đến được như vậy thì ơn trên ban cho ngài. Vâng, thưa quý đoàn có thể nhìn đây ạ. Đây là nhà thờ đá, nhà thờ có tên là nhà thờ Trái Tim Đức Mẹ Maria. Nhưng mà đa số các nguyên liệu đây thì là hoàn toàn đá, nên các bạn thân thương nhà thờ đá. Và có thể nói đây là viên ngọc của một nhà phát diệm đây. Nhà thờ đá này thì... Vâng, nhà thờ đá sinh năm 1883. Có thể hai khách hai bên quý đoàn có thể biết giống như chùa Tháp Bút ở Hà Nội. Đặc biệt là tháp ở giữa này ạ, một toàn là kính. Vâng, Trái Tim Đức Mẹ Maria. Trên này có bốn thứ tiếng ạ. Tất cả chúng ta đều đọc được tiếng Việt Nam trên cùng một khung kia. Khung đó, lạy Đức Thánh Đức Bà chẳng hề mắc tội tiểu tông truyền cầu cho chúng tôi. Còn xung quanh là tiếng Pháp, tiếng Hán và tiếng Latin, cùng một ý nghĩa giống nhau. Từ này chúng ta tham quan tất cả nhìn những thứ được khắc và được vẽ trên khu vực thể phát diện đây thì duy nhất ở đây là tiếng Việt. Còn tất cả chúng ta đi tham quan hoàn toàn là tiếng Pháp, tiếng Latin hoặc tiếng Hán. Vậy nên có thể nói là cha Phêrô Trần Đục cũng có một ý thức dân tộc rất là cao. Bởi vì thời đấy thì tiếng Việt Nam cũng chưa phổ biến, thì cha cũng đã khắc ở đây tiếng Việt. Đây đến năm 1991 thì ở đây là duy nhất của tiếng Việt. Vâng, tôi mời quý đoàn vào trong nhà thờ ạ. À, thưa quý đoàn thì có thể nói là khu chạm trổ khắc ở nhà thờ đá đây là bậc nhất Việt Nam thời xây nhà thờ. Bởi vì nơi đây hội tụ tất cả những tài nhân. Những nghệ nhân đều tài giỏi ở đây để khắc trổ khu thể phát hiện này ạ. Tìm Đức Mẹ nói nha. Học lên đây cho nhà. Điều kiện đường của bên. Đáng không? Đáng nhỉ đúng không? Nhưng mà ý nghĩa theo chuyện Á Đông thì chúng ta có thể hiểu là Thái Cực Sinh lưỡng nghi đến vô sinh tứ tượng sinh bát quái biến hóa vạn vật. Nhưng bên Công giáo một khi Tôn giáo có thể hiểu theo kinh thánh và phụ ước sáng như thế thì có thể hiểu đấy là Thiên Chúa Cha tạo dựng mọi vật, còn vân mây đây có thể là tượng trưng Chúa Thánh Thần, và ngoài này có con sư tử thì tượng trưng Chúa Giêsu chiến thắng nhà Giuđa. Nghĩa là có thể nói một biểu tượng chúng ta có thể hiểu ý nghĩa khác nhau trong sự hội nhập văn hóa, kết hợp văn hóa. Mời các bạn có thể đi tiếp đi ạ, có thể một ghế nữa không ạ? Donation box rồi đấy. Đứa được con tốt. Maria, ý nói biểu tượng là nói lên sự đồng công cứu chuộc. Hai bên này có những
biêu nhân khẩu như ở trên giống nhau, nhưng mà giấy khác ở dưới đây là một giếng nước, có hàm chữ Latin ý nghĩa là giếng niêm phong. Còn đây thì có một vườn hoa, nhưng mà đúng vào thì là chấm đỏ. Ý nói là hai vật dụng này nó thể tượng cho nói là đức trinh khiết Maria, vì chúng ta muốn là đồng trinh, và cũng là có thể trên ngắm hai bên này là một cụm sen. Khi nói đến sen, tất cả chúng ta đều nghĩ đến là người Việt Nam, người đúng không, là nghĩ đến sự thanh khiết, sự thanh cao đúng không, thì nói về Maria. Nhưng mà vì sen thì là biểu tượng của bên Phật giáo. Còn thì nữa, tác giả rất táo bạo khi đặt cây thánh giá ở giữa lá sen đây. Ý tác giả muốn nói dù các tôn giáo khác nhau như thế nào có thể sống hòa thuận yêu thương nhau. Mà khi chúng ta chiêm ngắm một đầm sen thì hiếm khi mà nhìn thấy nước đúng không ạ? Và đây trang cái đồi lục đất cách địa hóa đặt lên một lớp sóng nước lớn. Ý tác giả muốn nói là dù cây sen có bé nhỏ như thế này, hoặc con người có mỏng giòn tội lỗi, nếu tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa đặt cây thánh giá đây thì Chúa sẽ thánh hóa biến đổi mình, cuộc sống sẽ tốt hơn ạ. Vâng, mời các bạn có thể nhìn hai bên này đều có những con phượng hoàng, bên kia cũng có, bên này cũng có ạ. Con phượng hoàng, nói đến phượng hoàng thì đang nghĩ đến sự hạnh phúc, sự đẹp đúng không? Thì nói về đức mẹ Maria đang trải dài cánh trên đám mây và đồng thời đang ôm nghiêng mực, đó là ngôi lời của Chúa Giêsu, cung bao Chúa Giêsu. Và được chạm trổ đất tinh xảo cả hai mặt hoàng này cũng là con phượng hoàng ạ. Và qua cũng có thể nói là tất cả những chạm trổ các đá là bậc nhất Việt Nam thời xây nhà thờ, vì đây là được chạm trổ rất tinh xảo. Vì ngày trước mình có phương tiện được viện như ngày hôm nay, nhưng mà mình đều trổ bằng tay, tất cả họ mọi người đều đặt hồn vào đây sắc sảo. Vâng, mời các bạn có thể chiêm ngắm một vài biểu tượng đúng không, mời về nhà thờ chính tòa nhà thờ lớn đó. Các bạn có thể nhìn những chiến song kia hoặc là ngưỡng cửa đây rất giống như một ngôi nhà bình thường của người Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc châu Âu và châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Hiếm khi nhìn thấy nhà thờ mà có ngưỡng cửa đúng không ạ? Như ngưỡng cửa kia. Vâng, đều có những ngưỡng cửa. Vâng ạ, thưa quý bạn, có câu hỏi gì đến vào đá hết? Chỉ có trần là bằng gỗ. Vâng, trần bằng gỗ. Con gỗ ai, con gỗ, con băng đá, con sườn. Con nghiêm thì bởi vì đang bỏ mũ ra là mình nói chuyện không chụp hình trong này ạ. Không chụp hình. Còn không chụp hình à? Dạ.